Sao nhau sợ chó nó che chú cho mong bảo này dù quê khăn này mà muông nó chỉ sợ thân tao chị chú mò đó khăn này mà muông nó mồi đâu đây cho chú nó chị mà đi họ quay qua cái thi nhà mày lo mà muông nó chú mò chị chú nó sơ thấu mà mỗi chú nó ta chị mà đi vô trong một cái thi nó chị để cho bài tươi nó cho mùi sao thế cho mùi pan cho mùi sao thế nữa tí đi chú cá ở cho bài tươi nó chú chú cá cơ li trời mấy cho chị nó chị để cho mùi cho chị vào mốt pan pan cho chị tí tao cho mùi xin chúa vậy cho mùi chúa chú ha nó để ở bên chỗ nọ chị cho phải bật cho nó ấy là ô khăn nổm tay đó khăn nổm tay nó vẫn tay mà chưa chưa cá chưa hai cơ liều muốn cho nó ấy, cho nó pan chế nó cho năm cái thị nữa một đêm mình chỉ tao mà đi pan tiếp tao chặt qua họ xuống cắt cha đã đu đu nè để đu lòng nó ấy. Muốn cho thử chụp báo à xíu của tao nó năm nó tả gì nè nó nó bỏ bàn mà
Ông bút ta sẽ cho nó thế mà. Tại mà chúng nó lì lì ở trong cua. Tôi ở thế nào mà anh. Ô, chị có chào. Pepsi rồi. Pepsi. Chị ở Pepsi à? Có hai cà thí rồi, có nọ Pepsi rồi. Cái từ từ Pepsi này là cả này hay cứu à. Ở cô giống con nó ơi. Ôi trời ơi. Ồ mình đã đĩa quá. Chọn đĩa. Em mới lúc tái cho đau mồ coi. Lúc tái cho đau mồ à. Rồi nó, rồi nó. Nó mới dùng hợp tư làm bệt đây. Đen tới à. Ừ. Mẹ bộ. Cái gì bỏ tới nó nồng tài, nó nồng ra đẹp con đau đau. Ừ, mẹ bé bạc thì có phụ. Nè mà mua á. Chè. Ta nó cho cái thí à. Ta nó cái thí. Ta cái thí nè. Ta cái thí nè. Ta. Ta chỉ muốn to. Chỉ to kia. Chỉ to đâu cho cô cái thí. Chị tỏ nở của cái khi ta chạy lên chỗ nó ơi. Chị đó nó tạm ra. Em tạm cái đĩa nó. Chị ta mình chỉnh chế đâu thế ạ. Trong chế mê mê đó đấy. Nhìn đó đó, thầm là cái này. Tổ chả nắng thảo chế lăng chả cái múa cái pan tai ạ chế múa cho múa cho đó là tai chế nó là cua nó là cua cắt thịt nó hao còn nó bơm bao sao chỗ này từ khi mà đi múa cho nó chế múa cho múa chi hơi hơi nồi ạ. Mua giặt cắt thi, giờ cho nó cho xịt đồ. Hơi nó gọi em nhưng mà cho lá mỏ chứ nhờ. Số phát tài giờ chỉ lý mới như gì mỏ. Chứ chẳng phải tươi, nhưng hơi nó còn ngon báo mà đi. Lúc mà ta ngay thảo. Nghĩ thảo nói ô cái nó kia. Thank you.
đồ nó thì chưa chưa mà ta mà chưa bạch tựa đó chưa nhỏng đó chị tay mó tay phát tay cho mó tay chút cho mó tay chút thôi còn đúng không báo nhỏ chị mó tay chị mó cho chị mó cho mó tay chị mó tay chị mó tay cá cha hòm hòm chút chút bạch tuổi ơi nè chút chút cá nó không bao nhỏ chị mà cho rồi cho lan chết đồng món này ạ cho cháu chồng món nè mặc mua chơi kia chơi trò mối chúng cho trao đầu mối kia đi cậu chỉ hạ nâng cậu cái gì nó thì tao chơi nó chơi nó chỉ hùng cao hùng tỏ mơ tỏ chỉ lo mơ tao xài cái nhóc tỏ xài những con bắt tụ cũng nghiêm nà mới sòng xài ông dễ là muốn cho bài tươi ta à vậy bỏ mò sai ông dễ che ông mò dễ thế hộp không mò không bài tươi có tổ yếu khoai lá đi không chế lăng chắc ấy qua chỗ mỏ thía ở chỗ cua cá thi ấy là chỗ mỏ lọt chia chế chế này có chi hà năng có năng thi ạ ta chế họ lo mua ấy hao em chế ở hao chỗ chỗ chế em chế có má chỗ chế bà kho nữa ạ chỗ bà kho nhái à là hay cho lo hao sao chỗ chỗ yên nó chỗ yên nói ở chỗ cua mình chỉ yên chứ cho nó hao nó bé non chỗ mỏ thía nói hỏi dân chị sao là cô yên thế nó cá gì thế không nói gì không nói gì không muốn cho chửi cho chị thấy con táo chị mới cho nó ban thế chị nhớ đem bảo chị nó chọn chị cho là hao cho là hao chia sao là trời cá cháu yên không nó không nói gì mà lấy không nói bên nó xài chị bên nó chọn yên thế chọn cá gì thế chỉ sợ đợt cho nó cho yên và nó cho cái gì mà nó kê kia lì họ cho cô yên rồi là lá xìa tới cho em cho câu cho kê kê em chào vậy không nhận kê em chào cho là tao thế thế mà được biết nó cho chị sai mất cho nên cho câu là ôi trời em tao chị em bị bèn mất cho em kê em chào nó cho lò cho lò họ sợ chuẩn chị nó ban hào xí sao? Cái gì rồi? Có tờ xem đó. Tờ đen tao chơi ạ.
món thứ này nó món cá chi cái món ế chứ nó có này mà mua thì cho nó cá chi cho nó hơi ế mà cái nó chay nè ô ăn hàng tao được ăn cơm riềng rồi mà mình đau chả cái nó cái nồi nó cho tay giỏ nha cho phần làm phụng cho tay giỏ cho phần làm phụng có cá thử kia nha chắc là cho anh chị cá nó sơ dạ chắc là dạ dạ là xia nó thử mấy dạ dạ mấy mẹ nha ồ chị dạ mẹ hay là cho bé cháy nó nè bé nó cháy nó ngay nó ngay nó ngay nó ngay cho bé nó cháy nó mò cái nè mà mua đi nó é é nó mà cái nè mua bọc cá cháy cháy lên thì cá có lọ anh chị nè nó bé mà đi học xin chị đưa được kia vào là cho chơi thế muốn nó mỏi nó đó nè cháy chỉ bỏ cá qua chị thì muốn nó mò cho họ nó đau sợ nó cháy thôi. Tại sao mà tôi đâu